Xin chào các bạn khán giả của Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, theo các bạn thì làm cách nào để chúng ta có nhiều tiền, thậm chí là thật nhiều tiền? Dốc hết tài sản vào một sàn đầu tư nào đó và chờ đợi kết quả? Hay là làm một ngành nghề ổn định, lương thưởng hậu hĩnh? Hay là bạn sinh ra, vốn dĩ đã là con nhà vương giả, bố mẹ giàu có, thế nên chẳng bao giờ bạn phải lo nghĩ tới chuyện kiếm tiền? Thực ra, những điều đó hoàn toàn không phải là yếu tố quyết định bạn giàu hay nghèo. Một công việc lương cao hay một kênh đầu tư hiệu quả thực chất chỉ là công cụ giúp bạn kiếm tiền. Còn chuyện bố mẹ, gia đình giàu có ư? Vậy trường hợp gia đình bố mẹ bạn không giàu thì sao? Bạn đâu được quyền lựa chọn bố mẹ cho bản thân, đúng không nào? Vậy nên các bạn ạ, sự giàu có, thành công không đến từ những yếu tố bên ngoài mà chính là bắt nguồn từ chính tính cách bên trong con người bạn. Tính cách tốt sẽ cho hành động tốt, tạo nên thành quả xứng đáng. Ngược lại, nếu như bạn có 3 dấu hiệu tính cách sau đây thì bạn thực sự sẽ khó lòng mà có thể gây dựng nên được cơ đồ đấy. Hãy theo dõi Bí Quyết Thành Công ngày hôm nay để xem đó là những dấu hiệu tính cách nào để chúng ta tránh mắc phải nhé. Bí Quyết Thành Công là nơi các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí Quyết Thành Công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng ấn nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh nhất và sớm nhất. Dấu hiệu tính cách đầu tiên mà bạn cần phải từ bỏ ngay đó chính là tính thiếu quyết định đúng đắn. Cuộc sống tốt đẹp là thành quả của một loạt các quyết định đúng đắn, đặc biệt là trong tình yêu và công việc. Tuy nhiên, chúng ta ít khi có đủ sự chú ý cẩn thận mỗi khi cần đi đến quyết định nào đó. Và điều đó khiến chúng ta rơi vào tình trạng thiếu quyết đoán và chưa sẵn sàng đối phó với tình huống xảy ra. Đã bao giờ bạn thắc mắc vì sao mình lại thường bị chi phối bởi cảm xúc đó và tìm hướng tiếp cận để giải quyết chúng? Điều này có thể là do bạn thiếu một mục tiêu rõ ràng để có thể hoàn thành được trong cuộc sống. Để gặt hái thành công, điều đầu tiên là bạn phải đưa ra quyết định rõ ràng. Với quyết định đó, tầm nhìn xa là điều cần thiết để hoàn thành mục tiêu cuối cùng của bạn và không bỏ cuộc trên đường đi. Hãy tưởng tượng những gì bạn muốn và những thứ bạn muốn trở thành sự thật. Đó là tư duy để góp phần thay đổi lớn. Dù thay đổi đó có dẫn đến sai lầm thì nó cũng đã mang đến cho bạn những bài học cuộc sống phong phú. Cũng đơn giản như bạn có thể mua chiếc áo màu đen ngày hôm nay và sau đó quyết định xem có nên đổi lại thành màu xanh không. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào tư tưởng và sự kiên định của bạn mà không ai hoặc điều gì có thể thay bạn quyết định. Tỷ phú tự thân Jeff Bezos đã từng nói, những thứ lớn lao đều bắt đầu từ nhỏ bé. Một khi quyết định làm một việc gì đó, bạn cần viết kế hoạch rõ ràng. Bạn phải hiểu rằng, một khi đã dấn thân, bạn phải theo đuổi tới cùng bằng niềm tin và sự kiên trì, quyết liệt. Có như vậy mới mong có một ngày thành công. Dấu hiệu tính cách thứ hai bạn cần tuyệt đối tránh xa, đó là không thực hiện tức thời, nhất quán trong hành động. Nhất quán là một trong các dấu hiệu của sự thành công. Sự nhất quán giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách đơn giản hóa và tập trung vào các nỗ lực. Hơn nữa, đức tính này giúp bạn đề ra và gặt hái tuần tự các kỳ vọng cho chính bản thân. Đây chính là tác động tích cực nhất của nó. Mọi người ai cũng có một thế giới tinh thần dành riêng cho những ước muốn, kỳ vọng, các mối quan hệ xã hội, gia đình. Và chất keo để kết dính tất cả các mối quan hệ tinh thần này chính là sự nhất quán. Nó đã trở thành động lực của con người kéo mọi thứ lại gần nhau. Nó giúp chúng ta hiểu biết về thế giới và vị trí của chính mình. Bước tiếp theo là hành động ngay lập tức, mặc dù bạn không thực sự biết phải làm gì. Đây là điều rất nhiều người bị bối rối và mắc kẹt. Họ nghĩ rằng họ cần biết mọi thứ để biến giấc mơ thành hiện thực. Giải pháp thực sự đơn giản như thế này. Thực hiện hai hành động mỗi ngày sẽ giúp bạn tiến gần hơn một chút đến mục tiêu của mình. Điều này sẽ đòi hỏi kỷ luật từ phía bạn vì sẽ có nhiều rủi ro và nản chí khi bạn thực hiện mục tiêu. Tin tôi đi, tôi đã làm được điều đó. Bạn không cần phải biết tất cả mọi thứ, nhưng bạn phải nhất quán trong hành động của mình. Cuối cùng, tất cả các bước nhất quán nhỏ đó sẽ có hiệu ứng theo cấp số nhân, sẽ giúp bạn hướng tới thành công nhanh hơn. Những bước siêu nhỏ này cũng giúp bạn tránh bị mắc kẹt trong sự áp lực do thiếu kiến thức hay quy mô nhận thức của nhiệm vụ bạn đề ra. Tôi hy vọng những điều này sẽ giúp bạn trên hành trình vĩ đại của bạn trong năm nay. Và tính cách thứ ba khiến chúng ta cứ mãi nghèo khó, đó là thiếu niềm tin. Đôi khi cuộc sống có một sự khiêm tốn nào đó khiến chúng ta khó bứt phá. Ngay cả những người lớn tuổi nhất trong chúng ta, điều này có thể khiến chúng ta cảm thấy nhỏ bé và bất lực. Đây là một cảm giác phổ biến mà nhiều người đã trải qua. Có nhiều lý do khiến chúng ta không tin tưởng vào bản thân mình. Chúng ta không tin vào bản thân bởi ai đó nói rằng chúng ta không nên làm điều đó nữa. Chúng ta sợ hãi những thất bại và vì thế chúng ta luôn nhìn vào những thất bại đã qua. Chúng ta quá tập trung vào những thiếu sót trong cuộc đời mình thay vì những gì mình đang có.
Cuộc sống sẽ thực sự khó khăn nếu bạn không còn tin tưởng vào bản thân mình nữa. Chẳng hề dễ dàng để làm bất cứ việc gì, nếu bạn thậm chí còn chẳng tin là bản thân mình có thể làm được. Dù vậy, có rất nhiều thời điểm trong đời mà sự thiếu tin tưởng vào bản thân đó hóa ra chỉ là một sự ngộ nhận. Bạn bật dậy, lật chiếc xe lại và chứng minh rằng mình có thể. Bạn đã vượt qua những chướng ngại to lớn chẳng kém gì so với chướng ngại trước mắt, nên việc gì bạn lại phải e sợ nó. Bạn được sinh ra và có một kế hoạch tuyệt vời cho cuộc sống. Điều quan trọng bạn cần thực hiện là có niềm tin vào bản thân và vào những gì bạn vẫn có thể hoàn thành. Hãy nắm bắt cuộc sống của bạn và nhìn lại tất cả những thành tựu của bạn. Những chiến thắng và ký ức không chỉ là hình thức. Chúng là bước đệm để bạn truy cập và kéo sức mạnh và cảm hứng từ mọi lúc, mọi nơi và mãi mãi. Đánh giá những gì bạn cần để đạt được những chiến thắng đó và biết rằng một sự chiến thắng vẫn ở trong bạn. Vì bạn đã giành chiến thắng trong quá khứ, điều đó có nghĩa là bạn có thể giành chiến thắng ngay bây giờ và trong tương lai. Các bạn thân mến, nhiều người chưa thành công thì lại nghĩ rằng thành công không dành cho tất cả mọi người. Thế nhưng thực tế thì thành công đâu phải của riêng ai và cơ hội thành công là dành cho tất cả mọi người đều như nhau kia mà. Điều mà bạn cần phải suy nghĩ ấy là tại sao người ta làm được còn mình thì chưa? Tại sao người ta đã thành công còn mình thì vẫn ở vạch xuất phát? Lý do thứ nhất, chắc chắn là họ sẽ không có 3 dấu hiệu tính cách mà chúng ta vừa phân tích ở phần đầu chương trình. Và lý do thứ hai, họ có nguyên tắc riêng để hành động và đi tới thành công. Bạn muốn biết cụ thể về nguyên tắc đó chứ? Hãy tiếp tục theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé! Người ta bảo rằng thành công không dành cho tất cả mọi người. Vậy làm thế nào mà những tên tuổi lớn trên thế giới lại có được thành công? Chỉ vì họ gặp may mắn hay do họ biết điều gì mà ta không biết? Rốt cuộc, họ cũng chỉ là con người giống như phần lớn chúng ta. Thật ra, những người thành công thường có những đặc điểm không ai ngờ đến. Họ nghĩ, hành động và giao tiếp theo một cách hoàn toàn khác biệt. Nếu lĩnh hội được những nguyên tắc dưới đây, bạn có thể trở thành người như họ. Và một ngày nào đó bạn sẽ thành công. Vậy thì, để có được thành công, việc đầu tiên bạn cần làm đó là phải biết tận dụng và biến cơ hội thành may mắn ngẫu nhiên. Cơ hội đi ngang qua đời bạn mỗi ngày, nhưng phần lớn bạn không có đủ kỹ năng để nắm bắt hoặc nhận ra chúng. Bạn không thể kiểm soát thế giới, cũng như 90% những gì xảy ra xung quanh bạn. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, chúng ta chỉ biết nó chắc chắn xảy ra nhưng không thể làm gì được. Tuy nhiên, 10% còn lại thực sự quan trọng, đó là những thứ bạn luôn phải tận dụng, là những thứ bạn có thể thay đổi trên thế giới. Có điều buồn cười là dù là hành động nhỏ nhất của bạn cũng có thể thay đổi toàn vũ trụ mãi mãi. Người ta gọi đó là hiệu ứng cánh bướm. Chỉ cần bạn hành động đúng lúc, đúng việc, bạn có thể xoay chuyển càn khôn theo ý của mình. Để làm được điều này, bạn cần kỹ năng nhận diện và tận dụng cơ hội. Bạn không thể tạo ra may mắn, nên việc duy nhất bạn có thể làm là làm việc năng suất, để khi cơ hội tới, bạn có thể biến nó thành may mắn ngẫu nhiên. Steve Jobs từng đi học một khóa thư pháp vì thấy thú vị, không biết rằng điều này sẽ quyết định sự nghiệp của ông sau này. 10 năm sau, chiếc MacBook do ông thiết kế sở hữu những bộ phông độc nhất vô nhị trên thế giới, nhờ những kinh nghiệm mà vị CEO quá cố này đã có được khi xưa. Hãy nhớ rằng hầu hết những việc bạn làm sẽ chẳng được ghi nhận hoặc có thể trở thành công cốc. Nhưng nếu chẳng làm gì cả mà chỉ mơ ước viển vông, bạn sẽ không bao giờ thành công được đâu. Chúng ta thường nghĩ rằng để cho ra một sản phẩm hoàn hảo, phải tìm tòi, nghiên cứu, suy đoán trước khi bắt tay vào thực hiện nhằm tiết kiệm thời gian và công sức. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu, phải làm thật nhiều mới giỏi lên được. Các bạn ạ, giống như câu nói, chăm hay không bằng tay quen. Trong cuốn sách Art and Fear, tác giả David Bayliss và Ted Olin kể chuyện về một lớp học làm gốm nọ. Giáo viên chia lớp ra thành hai nhóm. Một nhóm sẽ được chấm điểm dựa trên khối lượng các sản phẩm. Nhóm còn lại chỉ cần làm một sản phẩm duy nhất và được đánh giá dựa trên chất lượng. Kết quả là nhóm làm theo số lượng lại cho ra những sản phẩm chất lượng nhất. Bởi lẽ, qua nhiều lần thất bại, họ đã rút được kinh nghiệm để cải tiến sản phẩm. Còn nhóm kia do quá mải suy nghĩ về sự hoàn hảo nên không thể cho ra sản phẩm tốt nhất. Dù làm gì, bạn cũng chỉ thành công nếu biết cố gắng. Có thể bạn sẽ thất bại càng nghìn lần, nhưng bạn sẽ học được nhiều điều từ những sai lầm ấy. Dần dần, bạn sẽ làm tốt hơn và đạt đến sự hoàn hảo một ngày nào đó. Người ta đồn rằng anh em nhà Wright luôn đem theo 5 bộ thiết bị cùng loại mỗi khi bay thử nghiệm, vì đó chính là số lần máy bay sẽ rơi. Do đó, đừng phí thời gian để nghĩ ngợi, cứ làm đi. Để thành công, bạn phải làm việc chăm chỉ. Nhưng dù làm việc siêng năng tới đâu, bạn cũng không thể thành công một mình. Do đó, hãy truyền cảm hứng và trở thành người lãnh đạo. Bạn phải truyền cảm hứng để người khác mua sản phẩm của mình, giúp mình xây dựng sản phẩm và đấu tranh vì tầm nhìn của mình. Muốn làm những điều trên, bạn phải đánh vào niềm tin của con người thay vì lý trí. Niềm tin là nguồn gốc của mọi hành vi, suy nghĩ và hành động. Vì thế, khi giới thiệu về ý tưởng, tầm nhìn và sản phẩm của mình, hãy nói trực tiếp về niềm tin.
bạn phải khiến người khác tin rằng ý tưởng của mình có thể thỏa mãn họ. Dần dần họ sẽ tin bạn, cũng như ý tưởng và sản phẩm của bạn. Nếu bạn dùng lý trí để giải thích cho họ về sản phẩm, thông số kỹ thuật, nghiên cứu thị trường, họ có thể thích thú nhưng rồi sẽ quên bạn ngay. Chỉ cần người khác có ý tưởng tốt hơn, họ sẽ chạy theo và bỏ mặc bạn. Thế nhưng, nếu bạn gây dựng được niềm tin trong họ, họ sẽ không bao giờ bỏ đi, kể cả khi người khác có chào hàng với giá tốt hơn. Đó chính là bí mật thành công của những ông lớn như Apple hay Samsung. Sản phẩm của họ chẳng khác gì nhau mấy, nhưng họ khiến người tiêu dùng tin rằng sản phẩm của mình tốt hơn đối thủ cạnh tranh. Bản chất của con người là vậy và những công ty lớn kia đã tận dụng được điều này. Trước khi làm điều mình muốn, bạn phải tin vào nó. Và khi niềm tin xuất hiện, bạn sẽ sẵn sàng đi tới cùng chân trời cuối đất để đạt được mục tiêu đó. Tìm đường đi tới thành công còn khó hơn cả tìm đường để thoát khỏi mê cung. Trong mê cung, ít nhất bạn biết có đường ra ở đâu đó. Còn trong cuộc đời, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chẳng có gì đảm bảo bạn sẽ thành công cả. Muốn thành công, bạn phải tự mình bắt tay vào làm và ghi nhớ rằng không phải mọi thứ bạn làm đều được công nhận. Nhưng một ngày nào đó, cơ hội sẽ đến và bạn phải dùng hết khả năng của mình để nắm bắt và tận dụng được chúng. Hãy cứ bắt tay vào làm, hết lần này đến lần khác, cho đến khi nào được thì thôi. Đừng ngại tốn thời gian, đừng quá cầu toàn, đừng sợ thất bại. Bởi lẽ bạn sẽ thất bại. Kể cả thất bại rồi, bạn cũng hãy đứng lên, tiếp tục thực hiện cho đến khi được thì thôi. Để rồi khi nhìn vào thành quả của mình, bạn sẽ thấy chính xác điều mình muốn, nhưng thậm chí còn tốt hơn như thế. Hãy trở thành người lãnh đạo, truyền cảm hứng cho người khác, chia sẻ tầm nhìn của mình. Bởi vì bạn sẽ chẳng đi đến đâu cả nếu chỉ có một mình. Các bạn thân mến, có người từng nói khi còn sống, nếu bạn thay đổi được cuộc đời của 10 người và truyền cảm hứng để họ thay đổi cuộc đời của 10 người khác, bạn đã thay đổi cuộc đời của 100 người. Đến lượt họ, họ sẽ truyền cảm hứng và thay đổi cuộc đời của 1.000 người. Con số sẽ tiếp tục tăng lên 10.000 người, 100.000 người, 1 triệu người, 10 triệu người, 100 triệu người, 1 tỷ người hay 10 tỷ người. Trong vòng 7 thế hệ, bạn sẽ thay đổi được cả thế giới, tất cả đều nhờ bạn mà ra. Thật kỳ diệu phải không nào? Thay đổi cuộc sống của 10 người, bạn sẽ thay đổi được cả thế giới. Mọi thứ đều có thể, chỉ cần bạn lĩnh hội được nghệ thuật của sự thành công.